Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng về quân sự tập 1. Những từ vựng này thì nó sẽ liên quan đến một số vũ khí cũng như là những cái từ chuyên ngành về quân sự. Từ đầu tiên các bạn đọc là fighter plane. Fighter plane. Từ này có nghĩa là máy bay chiến đấu, fighter plane. Cách đọc thứ hai thì chúng ta có thể đọc chữ fighter thành fighter, như vậy cũng được, người ta vẫn hiểu bình thường các bạn nhé. Các bạn đọc là fighter plane, fighter plane. Và cách đọc thứ ba, cách này người Mỹ thường đọc, đó là chữ fighter, các bạn đọc là fighter. Cách này cũng chính xác 100%, không có gì khác so với những cách kia. Các bạn đọc là fighter plane, fighter plane. Từ vựng thứ hai, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, đó là âm mò. Ở trong cái từ này, mặc dù là nó có âm bờ, các bạn thấy không? Nó có âm bờ phía sau, nhưng mà âm bờ này chúng ta sẽ không đọc, nó là âm câm các bạn nhé. Và các bạn hãy đọc cái âm mờ này thôi. Các bạn hãy tưởng tượng là âm M này chúng ta sẽ nối sang cái âm phía sau, chứ chúng ta sẽ không đọc cái âm M này. Âm đầu tiên đọc là bo. Bo trong chữ bo bo của tiếng Việt. Còn âm thứ hai này chúng ta sẽ đọc là M. M trong chữ mờ mịt. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là bomber. 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 Từ này nó có nghĩa là máy bay đánh bom. Bomber. Đó là hai chiếc phía dưới, các bạn thấy không? Thì bên hình bên dưới là những chiếc máy bay ném bom đó. Bomber. Từ này thì mình nghĩ là nhiều bạn đã hiểu cái từ này. Từ này thực ra là trong tiếng Việt chúng ta gọi là từ bom, là từ đó chúng ta từ mượn. Chúng ta mượn từ đó từ tiếng Anh, tức là từ này. Ở trong cách viết của nó thì nó có âm bờ phía sau, nhưng mà trong cách đọc thì chúng ta sẽ không đọc âm đó. Chúng ta sẽ kết thúc bằng âm mờ luôn. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là bom. Bom. Nghĩa của nó đương nhiên là bom. Từ này thì rất là dễ hiểu và dễ nhớ. Bom. Bom. Từ tiếp theo, từ này các bạn sẽ đọc là aircraft carrier. Ở đây mình sẽ tách đôi cho các bạn. Cái từ này các bạn sẽ đọc là air, air, air các bạn nhé. Nhưng mà âm ở đây chúng ta sẽ là âm ở nhỏ, chúng ta sẽ lướt qua thôi. Air, air. Và âm thứ hai chúng ta sẽ xuống giọng. Cách đọc của nó gần tương tự cách viết craft, craft. Như vậy là cái từ này chúng ta sẽ đọc là aircraft, aircraft. Khi chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ có cả âm F lẫn âm T. Nhưng mà khi chúng ta đọc nhanh thì các bạn hãy quan trọng âm F thôi các bạn nhé. Nghĩa là các bạn phờ nó ra một cái thì nó sẽ chính xác. Aircraft, aircraft. Còn cái từ này trọng âm của nó sẽ là âm đầu tiên, âm khờ. Mặc dù nó ghi là âm C này nhưng chúng ta sẽ đọc là âm khờ, khờ. Carrier, carrier. Như vậy cả cái từ này chúng ta sẽ đọc là aircraft carrier, aircraft carrier. Từ này có nghĩa là tàu sân bay, aircraft carrier, aircraft carrier. Từ vựng thứ năm, từ này trọng âm của nó sẽ rơi vào âm đầu tiên, âm ba. Cách đọc giống cách viết, không có gì khác. Ba. Âm thứ hai chúng ta sẽ đọc là thổ. Thổ nó giống như trong chữ xe thổ. Thổ. Chỉ khác là chúng ta sẽ đẩy hơi nó nhiều hơn. Thổ. Và âm thứ ba chúng ta sẽ xuống giọng.
đọc là ship, ship. Ông sờ các bạn nhé, không phải là sờ, nó là sờ. Như vậy cái từ này chúng ta sẽ đọc là battleship, battleship. Từ này nó có nghĩa là tàu chiến lớn, battleship, battleship. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta sẽ đọc cái âm thổ này thành âm đồ. Cách này người Mỹ đọc battleship, battleship, battleship. Từ vựng thứ sáu, trọng âm của từ này sẽ rơi vào âm đầu tiên, âm pa. Cách đọc giống như viết pa, pa. Âm thứ hai chúng ta đọc là r, r. Mặc dù ở đây nó ghi là âm a nhưng mà chúng ta hay đọc là âm ơ, r, r. Và âm cuối cùng nó bắt đầu bằng chữ ch nhưng cách đọc của chúng ta là âm sờ, kết thúc bằng âm t bạn ơi, shoot, shoot. Như vậy là cái từ này chúng ta sẽ đọc là parachute, parachute. Từ này có nghĩa là nhảy dù, parachute, parachute. Từ vựng thứ bảy, trọng âm của từ này rơi vào hai chỗ, đó là âm đầu tiên, đó là âm đầu tiên là âm sạp, sạp. Và âm cuối cùng là âm rìm, rìm. Ở đây âm y các bạn hơi kéo nó ra một chút nhé, hơi kéo dài nó ra một chút, rìm. Kết thúc bằng âm n, rìm. Còn âm thứ hai đó là chúng ta sẽ xuống giọng đọc là m, m. Nó giống như trong chữ mờ mịt, m. Như vậy là cái từ này chúng ta sẽ đọc là submarine. Xin lỗi các bạn, lên trọng âm thứ ba nhé. Submarine, submarine. Từ này có nghĩa là tàu ngầm. Submarine, submarine. Sau đây mình sẽ đọc lại những từ vựng ngày hôm nay cho các bạn. Từ đầu tiên, fighter plane, fighter plane, máy bay chiến đấu. Cách đọc thứ hai, fighter plane, fighter plane. Cách đọc thứ ba, fighter plane, fighter plane. Từ vựng thứ hai, bomber, bomber, máy bay đánh bom, bomber. Từ vựng thứ ba, bom, bom, bom. Từ vựng thứ tư, aircraft carrier, aircraft carrier, tàu sân bay. Từ vựng thứ năm, battleship, battleship, tàu chiến lớn. Cách đọc thứ hai, battleship, battleship. Từ vựng thứ sáu, parachute, parachute, nhảy dù, parachute. Và từ vựng thứ bảy, submarine, submarine, tàu ngầm, submarine. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for watching. See you tomorrow. Bye.